Rồi bây giờ thầy hướng dẫn các em nét rất là đơn giản, nét cho tất cả mọi người ở bên trong này ra internet được. Thì nếu mà nét cho mọi người ở bên trong mà ra internet được sử dụng một địa chỉ IP, người ta gọi là kiểu nét gì? BAT đúng không? Port Address Translation. Và còn được gọi là NAT over load. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm mô hình như thế này. Mình sẽ có một con router này chính là ISP. Con router này thì sẽ đặt tên là ISP. Tiếp theo em sẽ có một cái switch, ý là để cho mọi người kết nối vào ISP này. Em sẽ có một con router của em nữa phía này. Và em sẽ kết nối giữa em với ISP. Theo kịp không? Mô hình đơn giản đúng không? Ở trong này em sẽ có lớp mạng là 192.168.10.0/24. Thì đây là địa chỉ gì? Private. Nhưng mà thầy đang giả lập nó là địa chỉ gì? Public. Được chưa? Thầy đang giả lập là địa chỉ public. Thôi mình nếu mà giả lập về lỡ chơi, mình chơi này là 1.1.1.0 đi ha, nhìn cho giống public. Được chưa? Nhưng mà lúc mà em làm bài lab thì em vẫn để 192 chấm mấy. Hiểu ý không? Rồi. Bây giờ con ISP này nó mới có một cái server chẳng hạn. Đây em có một server ngoài internet. Được chưa? Em có một cái server ngoài internet. Bây giờ trên con server, để con server này nằm ngoài luôn, coi như là con server này cũng là thuộc internet luôn. Thì bây giờ em mới kết nối con server này vào cái switch. Hình dung được không? Nghĩa là ISP với switch gì giống như là một cái gì hết. Giống như là cái gì? Là cùng online hết, cùng trên internet hết, không khác gì hết. Bây giờ em mới có lớp mạng của em nè. Kết nối vô đây. Mới cho thêm, cho thêm 2 PC dưới này ha. Vậy em muốn sử dụng lớp mạng bao nhiêu? Giờ mình sử dụng lớp mạng 192 luôn đi. 192.168.1.0/24. Được chưa? Bây giờ vào con router, vào cấu hình PC nè. 192.168.1.5. 192.168.1.1. Một chín hai chấm một sáu tám chấm một chấm sáu. Rồi cấu hình router ha. Interface 0/1, IP address 192.168.1 và nâu sắt nó lên. Interface 0/0, IP address 1. Thằng này cho chấm mấy? Thì cho chấm 10 đi. Bây giờ thằng này sẽ là chấm 10. Nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ cấp cho em địa chỉ IP 1.1.1.10. Bây giờ ở trên đó em sẽ có con server này có địa chỉ là 1.1.1.5. Giờ con này thầy không để default gateway. Hiểu ý không? Thầy không để default gateway có nghĩa là như thế nào? Nếu thầy không để default gateway thì có nghĩa là cái gì? Nghĩa là con này nó chỉ giao tiếp được ở đâu thôi? Trong cái ô này thôi đúng không? Mà trong cái ô này là internet, thầy đang giả lập con này đang ngoài internet. Em hiểu ý không? Bây giờ thằng router của em có pin được thằng đó không? Pin 1.1.1.5. Bình thường đúng không? Pin được không? Chẳng qua là pin từ đây qua đây không có vấn đề gì hết. Bây giờ thầy sẽ nát mọi người trong này. Nát nghĩa là sao? Nát là mọi người trong này mỗi lần nó đi ra web á, thì nó chỉ thấy thằng web này thấy thằng nào đang vào. 1.10 đang vào chứ không biết những người đang vào, được chưa? Vậy thì em muốn nát kiểu này em phải xác định được 3 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là em phải xác định được phía bên trong và phía bên ngoài.
Vì phía này của mình là bên trong, phía này là bên ngoài. Vậy thì thằng nào sẽ là inside? 0-1 đúng không? Và thằng 0-0 sẽ là outside. Được chưa? Em phải xác định xem những địa chỉ nào được phép nát. Và để xác định những địa chỉ nào được phép nát, em dùng access list để em định nghĩa những cái địa chỉ nào được phép nát. Bây giờ vào đây ha, để xác định interface thì vào cái gì đây? Interface 0-1 IPNet inside đúng không? Nó là phía inside, đây phía trong này, inside. Thầy mới vào tiếp 0-0 thì xác định thằng này là cái gì? Outside. Bây giờ thầy mới làm một cái access list tiếp, xác định xem thằng nào được lên internet. Và thường thường khi mà em muốn cho tất cả mọi người lên internet thì em muốn cho ai? Tất cả đúng không? Thì em chỉ một câu lệnh permit any thôi là đủ rồi. Em xài gì? Standard. Xài standard lợi thế của nó là cái gì? Nhanh hơn thì standard, tại vì nó chỉ xét mỗi địa chỉ gì thôi, nguồn thôi. Bây giờ thầy làm một access standard ha. Access list 1 permit any. Đơn giản được chưa? Một access list đơn giản thôi. Sau đó bước tiếp theo thầy mới thực hiện câu lệnh gì? Nát. Bây giờ thực hiện câu lệnh nát nè. Giờ nhìn thầy nát ha. Thầy mới kêu là gì? IPNet inside, từ phía trong ra đúng không? Nguồn là ai? Thầy mới kêu nguồn của thầy là một cái list, là một danh sách những người này được ra nè. Thì nó mới hỏi một list đúng không? Vậy list đó là list nào? Hồi nãy thầy là list 1 đúng không? List 1. Sau đó nó mới hỏi là bây giờ muốn đi ra ngoài, vậy thì phải có địa chỉ gì? Global mới ra ngoài được. Thì địa chỉ global đó là cái nào? Thì trong này nếu cho em chọn là interface thì em chọn interface 0-0. Em chọn là fast 0-0. Tiếp theo nếu mà em chọn gì đây? Interface 0-0. Sau đó nó mới hỏi tiếp là em muốn enter hay không, hoặc là em muốn overload. Nếu lúc này em mà enter thì điều gì xảy ra? Chỉ có một địa chỉ được một lúc thôi, hiểu không? Một địa chỉ được một lúc thôi. Nhưng mà em thêm dòng overload có nghĩa là em biến từ NAT sang cái gì? Bat. Được chưa? Enter. Bây giờ xem ha. Theo em như vậy thành công chưa? Kiểm tra nè. Show IPNet translation để biết được xem. Chưa có cái nào NAT hết, là tại giờ chưa có nào ra hết. Em mới show IPNet statistic. Nó báo là gì? Inside interface là 0-1 đúng không? Đúng, outside 0-0, chính xác rồi đúng không? Nãy giờ trong này chưa NAT ai hết. Hit 0, misses 0. Bây giờ mình thử ha. Mở này lên. Vào địa chỉ bao nhiêu đây? 1.1.1.5. Vào được không? Được đúng không? Bây giờ em mới muốn pin 1.1.1.5. Nhưng mà trước khi pin thì mình thầy muốn xem một router này cái đã. Cùng cái đó lên thêm translation nó báo nè. Inside global là 1.10 là địa chỉ của ai? Của em đúng không? Inside local là 1.5. Có phải là thằng nào? Này đúng không? Outside local với outside global là 1.1.5 hết. Tại vì nó không biết outside bên trong ghi là gì. Và hai cái bot này là bot 80. Nó sử dụng bot 1025. Nghĩa là cái bot lớn hơn 24 là được rồi đúng không? Theo kịp chỗ này không? Vậy thì gói tin binh, gói tin lúc mà nó đi nó sẽ đi như thế nào? Em mở trang web. Hồi nãy em mở trang web, em gõ vào là 1.1.1.5 đúng không? Thì gói tin lúc này nó sẽ thấy 1.1.5, nó khác lắm mạng không? Nó mới chạy tới ai? Gửi tới ai? Default gateway. Và nó có được cấu hình default gateway không? 1.192.168.1.1. Thì nó mới chạy thằng router này. Router này mới thấy là thằng này inside. Đúng không? Và muốn đi ra cái địa chỉ là 1.1.5. Và nó mới kiểm tra cái access list của nó á. Show access list nè. Nó mới thấy là cho phép thằng này ra NAT đúng không? Thì nó mới đổi địa chỉ thằng này thành địa chỉ của ai? Địa chỉ của nó 1.10. Và nó chuyển tới thằng này 1.5 ở đây. Thằng này thấy, thằng này sẽ trả lời. Để trả lời tới địa chỉ nào? 1.10 ở đây, chứ nó không hề biết thằng phía trong này, được chưa?
Nó chỉ là tại vì em thấy là thằng này đâu có default way đâu. Thì không có default way đúng không? Nghĩa là chỉ bin được trong cái lớp mạng của nó thôi. Thì nó trả lời về thằng này. Thằng này mới dò cái bảng của nó thấy là 1.5 đúng không? Thấy là trả lời tới 10.025 nè, thì đẩy tới thằng 1.5, có tin đi ngược về đây. Đó là các hoạt động của nó. Ở dưới coi thắc mắc gì không? Mọi người hiểu cách nó chạy chưa? Rồi ha, đơn giản đúng không?